Xin chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Phê Bóng Đá. Messi và Mbappe sẽ là những vai chính trong trận đấu hoành tráng nhất tại World Cup này, trận chung kết Argentina và Pháp. Đáng chú ý hơn, Mbappe được xem là ngôi sao sáng giá nhất trong việc kế tục lại địa vị mà Messi sẽ để lại trong bóng đá đỉnh cao chỉ trong nay mai. Hẳn nhiên Leo Messi và Kylian Mbappe khác nhau về nhiều mặt, nhưng có một điểm chung rõ ràng, họ đều gieo rắc sự sợ hãi trong hàng phòng ngự của đối phương. Điều này gây ảnh hưởng từ tinh thần cho đến lối chơi của đối phương. Khi giới chuyên môn dựa vào biểu đồ nhiệt để xác định khu vực hoạt động của Messi nơi hàng công của Argentina, biểu đồ nhiệt chung với khu vực hoạt động của Messi, người ta không thể chỉ dùng một cầu thủ để đương đầu tay đôi với Messi. Messi sẽ là nơi mà hàng thủ Pháp phải lo sợ, mặt khác phải tăng cường nhân sự vào đấy, từ đó dẫn đến hàng loạt thay đổi khác về chiến thuật. Mbappe cũng vậy. Hậu vệ phải Matikat của Ba Lan cho biết anh đã phải ám ảnh khi phải phụ trách Mbappe, thậm chí không biết nên giữ vững thế thủ hay là lao vào chấp khi Mbappe tấn công. Cứ phải có thêm 1-2 người để trợ giúp bọc lót cho Cass, từ đó thay đổi luôn cả hệ thống chiến thuật. Mbappe nguy hiểm nhất khi anh tăng tốc và tấn công, bất kể trên biên hay trung lộ. Tốc độ, kỹ thuật và độ chuẩn khi dứt điểm của anh đều tuyệt vời. Messi khác ở tốc độ, thua Mbappe, cũng không chạy xa như Mbappe. Anh hơn khả năng khống chế và điều khiển bóng trong chỗ chật, và cũng nhạy hơn về khả năng đọc tình huống. Liên quan đến việc khác biệt này, Messi chẳng những ghi bàn mà còn kiến tạo xuất sắc, trong khi Mbappe thiên về công việc ghi bàn nhiều hơn. Còn khi kiến tạo, anh chủ yếu là chỉ tạt bóng. Đây cũng chính là sự khác biệt giữa Messi và Mbappe ở câu lạc bộ Paris Saint-Germain. Messi kiến tạo nhiều hơn, Mbappe ghi bàn nhiều hơn. Cách đối phó với Messi là giữ cho quả bóng càng xa ngôi sao này càng tốt. Khác với câu lạc bộ Barcelona của Paris Saint-Germain, lối chơi của Argentina không đặt lên nền tảng giữ bóng nhiều. Pháp mà giữ được quả bóng càng xa Messi thì siêu sao này phải lùi về để tìm bóng, từ đó giảm uy lực. Chưa kể Messi bây giờ chỉ đi bộ nhiều, cũng do lão tướng Messi không còn tốc độ như thời đỉnh cao. Chỗ nguy hiểm trong cách đối phó Messi là tuy không chạy nhanh nhưng lại phải xử lý tình huống rất nhanh. Vấn đề ở chỗ là Mbappe không có vai trò kiến tạo như Messi. Tất nhiên anh và Maroc đều phần nào đối phó thành công với Mbappe trong các tình huống động ảo. Nhìn về bề mặt, Mbappe có vẻ dũng mãnh nhưng dĩ nhiên không tinh tế và quá như Messi. Messi và các đồng đội ăn mừng cuồng nhiệt trong phòng thay đồ và ước được có Diego Maradona. Hình ảnh Messi và các tuyển thủ của Argentina ăn mừng cuồng nhiệt trong phòng thay đồ được cựu danh thủ Thiago Agüero phát trực tiếp trên mạng xã hội Instagram cùng các đoạn clip của Otamendi trong buổi ăn mừng ở phòng thay đồ của Messi và các đồng đội được kéo dài đến tận nửa đêm sau trận chung kết World Cup 2022 khi tuyển Argentina thắng tuyển Pháp 4-2 từ lượt sút pen sau cuộc dư đuổi tỷ số quá nghẹt thở và tỷ số hòa 3-3 trong hai hiệp chính và hiệp phụ. Huấn luyện viên Scaloni của tuyển Argentina xúc động nói: "Tôi ước có Diego Maradona lúc này. Ông ấy sẽ rất hạnh phúc và tận hưởng khoảnh khắc ăn mừng này cùng chúng tôi." Hiện tại Diego Maradona của bóng đá Argentina và thế giới đột ngột qua đời hồi tháng 11 năm 2020, để lại nhiều tiếc nuối, đau thương. Tuyển Argentina với siêu sao Messi là hậu duệ của ông đã dẫn dắt đội tuyển nhà liên tiếp có hai chức vô địch danh giá Copa America 2021 sau 28 năm chờ đợi, và nay là danh hiệu vô địch World Cup 2022. Vì vậy, cuộc vui của Messi và các đồng đội diễn ra hết sức cuồng nhiệt trong phòng thay đồ sau trận chung kết với đội tuyển Pháp. Hình ảnh cho thấy siêu sao Messi ôm cúp vàng đã nhảy cẫng lên trên bàn và nhún nhảy xung quanh các đồng đội và hát vang ăn mừng. Người bạn thân của Messi là Thiago Agüero, ngoài việc ghi lại các hình ảnh và phát trực tiếp trên Instagram, sau đó còn cầm chiếc séc trị giá 10 triệu đô la có thể là tiền thưởng trao cho Messi. Huyền thoại Batistuta thán phục đàn em Messi vì phá kỷ lục World Cup. Cựu tuyển thủ Argentina Batistuta cho biết ông rất vui khi thấy đàn em Messi vượt qua để trở thành cầu thủ ghi bàn hàng đầu của đất nước tại World Cup 2022. Ngay sau trận chung kết World Cup 2022 kết thúc, ngôi sao Neymar lập tức chúc mừng người đàn anh, người bạn thân của mình là siêu sao Messi trong thông điệp đăng lên trên mạng xã hội Instagram. Chúc mừng người anh em Leo Messi, kèm theo đó là biểu tượng vỗ tay tán dương người siêu sao Argentina đã có một thời kỳ World Cup thành công rực rỡ. Trong khi đó, Messi và tuyển Argentina đang quang ngôi vô địch World Cup mà cả đất nước này phải chờ đợi 36 năm. Messi trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử hai lần nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới quả bóng vàng World Cup. Vì vậy, việc Neymar ngay lập tức chúc mừng Messi mang nhiều ý nghĩa khi đây là mong mỏi của danh thủ người Argentina và đây cũng là kỳ World Cup cuối cùng của Messi tham dự. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi câu chuyện này. Đừng quên bấm nút đăng ký kênh, bật chuông thông báo và chia sẻ. Còn bây giờ thì xin được nói lời chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.